Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thâm Điệp Vlog. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay thì có một số những cái nội dung cực nóng liên quan đến câu chuyện của chị Lan tại phiên phúc thẩm lần này diễn ra ngày 4 tháng 4 năm 2024 tại tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì vừa mới đây Thanh Quyền thấy một cái thông tin cực nóng liên quan đến về phía cơ quan chức năng, đặc biệt là ở tỉnh Bình Dương đó, vừa mới khởi tố tạm giam một trong hai đối tượng liên quan đến những cái bài viết trên các nền tảng mạng xã hội xuyên tạc về vụ án Hồ Duy Hải. Thì đối với cái câu chuyện này thì Thanh Nguyên nghĩ rằng một số những cái nhân vật hiện tại về phía mà phe đối lập mà tấn công bà Hằng đó đang vô cùng run rẩy cả nhà. Bởi vì liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải mà để nói rằng xuyên tạc và lợi dụng cái câu chuyện này để mà binh vực trong Lê Tùng Vân đó, nó rất là nhiều. Ví dụ như là Thám Tử Cao nè, Trần Đình Thu nè, rồi cho đến là những kênh YouTube mà binh vực cho Thiền Am Vũ Trụ, họ không chỉ là đưa những cái nội dung mà nó xuyên tạc cơ quan chức năng, đặc biệt là tỉnh Long An, nó còn cấu kết với một số những cái kênh YouTube nước ngoài, những cái thành phần như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là Nam Quang Tiến Dũng chẳng hạn, có cái gọi là cái những cái thông tin luồn lách cho nhau để mà nhằm mục đích gọi là xuyên tạc, thậm chí là chống phá. Thưa quý vị, cụ thể thì các đối tượng luật sư bên phía Thiền Am Vũ Trụ trước đó như là Đào Kim Lăng, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Biến hiện tại đang lẩn trốn, và thậm chí là hàng ngày họ vẫn đưa những cái nội dung với những cái lời lẽ nói chung là đầy bịa đặt và xuyên tạc mà chống phá đảng và nhà nước chúng ta, đặc biệt là họ gọi là đưa những nội dung vu khống cho cơ quan chức năng tỉnh Long An rất là nhiều trong vụ án Hồ Duy Hải. Thưa quý vị, trước tiên thì Thanh Quyền xin được phép chia sẻ cái bài viết cách đây ít phút thôi trên báo Công an Nhân dân: bắt tạm giam đối tượng đăng tải nội dung xuyên tạc vụ án Hồ Duy Hải. Ngày 28 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dự, sinh năm 1976, ngụ tại thành phố Thuận An, Bình Dương, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân. Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan An ninh Điều tra cũng đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Quốc Việt, sinh năm 1978, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định Dự và Việt đã đăng tải trên mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của một số tổ chức cá nhân thuộc Cơ quan Tư pháp của tỉnh Long An và Tòa án Nhân dân tối cao. Trong quá trình điều tra, truy tố xét xử vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra năm 2008 do Hồ Duy Hải thực hiện. Hiện cơ quan nên điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Cái câu cuối là cái câu chốt nha cả nhà. Câu cuối là hiện cơ quan nên điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật. Thì chúng ta thấy rằng cái câu cuối là cái câu chốt mà có lẽ khiến cho những cái nhân vật đó, một số những cái nhân vật mà tấn công bà Hằng mà cũng có liên quan đến cái vụ án này luôn nha cả nhà, đang mặc tả hết rồi. Có nghĩa là người ta sẽ mở rộng điều tra để xem rằng ngoài hai đối tượng này thì có những cái liên kết mấu chốt gì, ai là người đã đưa thông tin, cung cấp thông tin, hoặc là họ có tổ chức để mà có hội nhóm để mà luồn lách thông tin cho nhau hay không. Bởi vì hai đối tượng này Thanh Nguyên nghĩ rằng chỉ có hai người thì mình nghĩ rằng nó sẽ không đủ sức đâu cả nhà, để xem rằng khi mà cơ quan chức năng người ta đã gọi là điều tra một cách rõ rệt thì để những cái đối tượng nào sẽ là những người có liên quan trong cái vụ việc mà đăng những cái bài làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của các tổ chức như là các cơ quan tư pháp tại Long An cho đến là Tòa án Nhân dân tối cao. Thưa quý vị, trước mắt những cái nhân vật mà chúng ta vô cùng thấy là rõ, mình nhớ thời điểm đó là anh Thám Tử đó được xem như là một cái nhân vật chủ chốt vậy, một gọi là một cái vị cứu tinh, rồi ảnh gọi là làm những cái nội dung như là đột nhập vào bưu điện Cầu Voi gì đó cả nhà. Chắc hẳn là rất là nhiều người còn nhớ về cái thông tin này, đột nhập vô bưu điện Cầu Voi rồi tìm kiếm thông tin, rồi kết hợp với nhóm báo sạch như là Trương Châu Hữu Danh gì đó, có chú anh chị, rất là nhiều thứ. Nhưng mà đến giờ này thì anh này thì vẫn còn rất là ung dung tự tại, và anh này rất là khôn. Có một cái đó cả nhà, là sau khi thấy không ổn đó, anh đã đánh bài chuồng rút lui rất là nhanh, xóa hết tất cả những cái mọi cái gọi là cái dấu vết, rồi sau đó rồi bắt đầu anh lên ảnh đánh trong lãng qua câu chuyện khác. Giống như cái sự việc mà liên quan đến tỉnh thất Bồng Lai cũng như vậy, thì chúng ta còn nhớ rất là rõ. Đầu tiên thì như thế nào, mang tất cả danh dự cả gia đình của mình ra để mà bảo lãnh cho ông Lê Tùng Vân,
danh dự của bản thân, danh dự của gia đình mình ra bảo lãnh cho ông Lê Tùng Vân, nhận ông Lê Tùng Vân làm gọi là ba nuôi gì đó, bố nuôi gì đó cả nhà, bảo vệ danh dự cho ông Lê Tùng Vân một cách bất chấp. Rồi sau đó như thế nào, khi mà thấy không ổn rồi đó cô chú anh chị, thậm chí là tại vì cái lúc đó là có tiền của Mạnh Thường Quân đổ vậy rất là ghê gớm, một ngày biết bao nhiêu tiền. Như vậy thì anh ta đã đánh đổi hết tất cả cái danh dự của gia đình bản thân mình. Rồi sau đó thì thấy cái sự việc không ổn, và bên phía bên trong thì Nam như là Hoàng Nguyên Nhất Nguyên thì nó lúc đó cũng phát hiện cái anh này, cái mục đích là để gọi là bòn rút tiền của Mạnh Thường Quân ta gửi vào Thiền Am, cho nên là ta không còn tin tưởng. Sau đó anh này cảm thấy là bây giờ bảo vệ giờ Thiền Am bây giờ không có ăn uống gì được nữa, tiền bây giờ bị tụi nó gọi là Mạnh Thường Quân phải liên hệ trực tiếp vào Thiền Am hết trơn rồi, không có thông qua mình không có chia chác gì được, mà bảo vệ con này là mình biết là Thiền Am nó sai rồi, mà bảo vệ thì nguy hiểm, mà nếu như có tiền thì mình có thể bán rẻ cái lương tâm của mình để mình bảo vệ, bây giờ không có tiền thì làm sao mà bán được cả nhà. Cho nên là cố tình quay sang rồi tố cáo, nói chung làm đủ mọi cái chiêu trò, và tiếp tục thoát tội cả nhà. Cho đến giờ này thì mình thấy rằng anh này cũng vẫn ung dung làm qua rất là nhiều câu chuyện drama, cho đến cái câu vấn đề mà xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng, rồi bây giờ thì dường như là anh ta đang làm cái câu chuyện liên quan đến gọi là sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó cả nhà. Tại cái thời điểm mà Thanh Quyền cũng đã từng chia sẻ rất là nhiều cái thông tin liên quan đến chuyện sóng gió gia tộc, nhưng mà mình đã dừng lại bởi vì mình thấy có rất nhiều những cái nhân vật mà mình không thể đứng cùng hội cùng thuyền được cả nhà, mình không thể đứng cùng hội cùng thuyền được. Mặc dù biết rằng trên các nền tảng mạng xã hội này nó sẽ qua rất là nhiều những cái drama khác nhau, có thể là mình sẽ không cùng ý kiến trong drama này, nhưng cũng có thể trong drama, trong một cái drama khác nha thì mình lại đồng ý kiến. Nhưng mà đối với cái câu chuyện của show Nguyễn Phương Hằng thì bất cứ ai mà lên án bà Hằng hay là xúc phạm đến bà Nguyễn Phương Hằng thì mình không thể cùng hội cùng thuyền dù bất cứ drama nào, bởi vì đối với một người mà có cái tâm lương thiện như show Nguyễn Phương Hằng, bởi vì mình đã được tiếp xúc rồi cả nhà, có cái tâm lương thiện, những cái việc làm của bà ấy như vậy đó mà bạn có thể bán rẻ cái danh dự rồi cho đến gì những cái đồng tiền của mình đó mà mình lại đi quay sang mình xúc phạm, mình chửi bới người ta như vậy thì bản thân mình không coi những cái kẻ đó ra gì cả nhà. Cho nên mình không thích để mà ngồi cùng hội cùng thuyền với những cái kẻ mà có thể mà bán rẻ cái lương tâm, cái danh dự của bản thân của mình vì những cái đồng tiền gọi là dơ bẩn cái gì. Chúng ta thấy từ cái drama nào, từ Hồ Duy Hải rồi cho đến là tỉnh đất Bồng Lai, rồi ngày hôm nay thì nghe nói là bên phía câu chuyện của sóng gió gia tộc thì anh này cũng đang làm dậy lên những cái sóng gió gì đó cô chú anh chị. Nói chung mình lúc thời điểm đó mình làm thì cũng rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm, thậm chí là có rất là nhiều view đó cả nhà. Nhiều view thì tất nhiên sẽ nhiều tiền, nhưng mình cảm thấy mình không có thích hợp để làm nữa, cho nên mình đã bỏ ngang, mình không làm. Có rất là nhiều quý vị khán giả cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm tại sao không chia sẻ về câu chuyện của Hồng Loan, câu chuyện của cô Sáu, Hồng Phượng vân vân. Bởi vì mình càng vào sâu mình cảm thấy có những cái đối tượng mà họ gần gũi đó mà mình không thể nào ngồi chung hội chung thuyền để mà trao đổi thông tin hoặc là bàn bạc được với nhau cả nhà. Cho nên là mình đã chủ động mình rút lui về cái câu chuyện của Hồng Loan và Hồng Phượng và gia đình cô Sáu. Cho nên là mình thấy rằng là ngày hôm nay khi mà hai đối tượng này bị khởi tố đó cả nhà, và cái câu chốt hạ đó chính là hiện tại phía cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật của những người có liên quan. Thì đây là một cái thông tin có lẽ là sẽ khiến một số những cái nhân vật là mặt tả mua tả về mặt hết, mặc dù đã xóa dữ liệu những cái chứng cứ mình, những cái video mình đã gọi là xuyên tạc đó, nhưng mà lưới trời lòng lộng tuy thưa nhưng mà khó thoát. Nếu muốn người ta không biết thì trừ khi mình không làm thôi cô chú chị. Và tất cả những cái kẻ mà đặc biệt là những cái người mà hiện tại vẫn đang còn nha, là những người bên vực cái Thiền Am và vũ trụ đó cô chú chị, họ vẫn dựa vào cái câu chuyện đó để nói rằng về phía cơ quan chức năng tỉnh Long An có truyền thống làm giả chứng cứ này kia kia nọ đó cô chú anh chị, đó những cái giọng điệu đó ha, thì không sớm thì muộn cũng sẽ bị bế rồi. Điều này thì chúng ta có thể thấy rằng là cơ quan chức năng á, không phải là họ gọi là làm ngơ hay là không biết đâu cả nhà, chỉ cần đúng thời điểm thôi. Không phải là mình làm một cái nội dung hay mình xuyên tạc 1-2-3 năm rồi mình nghĩ là an toàn, nó qua rồi là an toàn đâu. Không phải như vậy đâu cả nhà. Khi phát hiện thấy có dấu hiệu
bất cứ lúc nào thì người ta cũng để phục hồi và giải quyết tất cả mọi thứ và xem xét và xử lý hết cô chú anh chị. Kể cả trong đó cái câu chuyện mà mọi người đang quan tâm nhất, đó chính là cái vấn đề của chị Lan. 6 ngày rồi cả nhà, 6 ngày rồi chúng ta không thấy chị Lan xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Chị nói rằng là chị đang bế quan luyện công để chuẩn bị đầy đủ những cái tinh thần, chuẩn bị cho cái phiên tòa sắp tới là ngày 4 tháng 4 năm 2024 đó cô chú anh chị. Là phiên phúc thẩm. Thì cái nội dung cụ thể chúng ta đã nghe Đinh Lan nói rất là nhiều rồi cả nhà. Nhưng mà Đinh Lan nói rất là nhiều thứ mà nó cũng khá là vô lý. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình nghe cái chi tiết quan trọng nhất của chị Lan ở trong phiên phúc thẩm lần này, đó là được một người bạn của chị Lan, bạn thân nha, cái người bạn mà một YouTuber thôi, người bạn mà chị Lan tin tưởng mà hổm gài chị Lan nhờ anh ta lên đòi nợ đó, đợi cái vụ 2.000 đô vì của Tony Phạm đó cả nhà. Thì anh này đó, nghe nói thì cũng một phóng viên của tờ báo gì đó cả nhà, nhưng mà lên mạng hiện tại có kênh YouTube là gọi là YouTuber hết. Bởi vì nếu một phóng viên gọi là chuyên nghiệp, hoặc là một phóng viên tên tuổi, hay là một phóng viên có chức vụ ghê gớm lắm đó, kiểu như là chuyên nghiệp chức vụ cao đó cả nhà, thì người ta không có rảnh rỗi thời gian nhiều như vậy đâu cô chú anh chị, cũng không có lên các nền tảng mạng xã hội mà để mà lập kênh này kia nọ nhiều như vậy. Mình không biết cụ thể này anh này giữ chức vụ gì ở trong một cái tờ báo như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu như mà anh ta có chức vụ hay có công việc nó cụ thể và nó đàng hoàng thì có lẽ rằng sẽ liên tục công tác và làm nhiệm vụ của mình nhiều. Nhưng anh này mình thấy rằng là xuất hiện rất like rất là nhiều mà nói những cái từ ngữ mà kiểu như nó không khách quan. Nếu như báo chí thật sự là đưa những cái thông tin đó, nó phải gọi là gõ gàng khách quan hai bên. Nhưng anh này thì nói chung là binh vực cho ông Lê Tùng Vân. Thì chúng ta thấy là những cái người binh vực cho ông Lê Tùng Vân là mục đích là cái gì? Chẳng qua là tiền hết cả nhà. Thì cái anh này đã sáng nay có chia sẻ cái nội dung chính của chị Lan trong phiên phúc thẩm lần này, đó là liên quan đến cái câu chuyện của Mai Xuân Cường tố bà Nguyễn Phương Hằng là vu khống cho chị Lan là bắt cóc bé Quỳnh Hà Cửu, chủ mưu bắt cóc đó, và tống tiền. Thì chúng ta thấy rằng cái vụ việc này đã là được tòa án Thủ Dầu Một xét xử rồi và kết thúc rồi thưa quý vị. Và cái câu chuyện mà chị Lan muốn lôi lại đó là cái vấn đề bà Hằng đã làm đơn tố cáo chị Lan là chủ mưu, cho nên Lan nói bàn vu khống. Mình khá là buồn cười về cái chủ đề chính mà chị Lan phúc thẩm đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chủ đề chính của chị Lan đó chính là muốn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vu khống và làm nhục, như là Đinh Lan nói là không phải là 331, là cái liên quan đến cái câu chuyện của gọi là Mai Xuân Cường. Thì mình thấy khá là hay cả nhà. Đối với những cái thông tin này thì mình tin chắc rằng nếu như thật sự Đinh Lan tố cáo về câu chuyện này, mình tin chắc rằng Đinh Lan sẽ ra về trong một trong những cái nỗi nhục nhã vô cùng ê chề cả nhà. Tôi nghĩ là đơn sẽ lập tức bị gọi là bác bỏ, thậm chí là người ta sẽ không cho chị Lan nói về cái câu chuyện này luôn. Thưa quý vị, để gì đơn giản thôi, cái việc người ta đã quá rõ ràng, và chị Lan nói là bà Hằng tố cáo chị Lan. Như vậy thì Lan đã thấy cái đơn bà Hằng tố cáo chưa? Lan đã lên công an Bình Dương làm việc, bà thấy cái đơn bà Hằng tố cáo đến Lan chưa, hay chỉ là cái đơn tố giác tội phạm? Và cái điều đặc biệt nữa trong vụ án Mai Xuân Cường, bà Hằng là bị hại, thì bà ấy có quyền nghi ngờ cái kẻ gọi đứng đằng sau chủ mưu Mai Xuân Cường, bởi vì một cái kẻ gọi là bán hàng online, một kẻ bán hàng online, một kẻ không hề quen biết bà ấy, một kẻ gọi là nó thẳng ra là vô danh thủ tốt rồi cả nhà, thì không thể nào có cái số điện thoại hoặc là có được những cái nội dung, cái hình ảnh hay là cái tài liệu cá nhân của bảy để mà đe dọa bảy cả. Bảy có phải có quyền nghi ngờ có người đứng đằng sau chủ mưu cung cấp thông tin số điện thoại cho thằng này để mà nó đe dọa xin tiền, kiểu như xin điểu ha cả nhà. Thì bảy có quyền phải nghi ngờ. Và tất nhiên, thậm chí là khi bảy không cần phải làm đơn tố giác hoặc tố cáo đâu nữa, thì vì biết cơ quan chức năng người ta cũng sẽ điều tra thằng Mai Xuân Cường ra thôi cô chú anh chị. Nhưng mà bà ấy có quyền nghi ngờ và thậm chí có là thể làm đơn tố giác là ở đằng sau, yêu cầu làm rõ đằng sau có người nào đã cung cấp, và rõ ràng như vậy thôi. Đinh Lan không cung cấp số điện thoại, Đinh Lan không cho nó 100.000 thì làm sao nó biết số điện thoại của bà Hằng, làm sao nó có hình của bà Hằng để mà nó nhắn tin rồi nó đe dọa. Thưa quý vị, rất đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái điều may mắn ở đây đó cả nhà, thứ nhất là đe dọa là bắt cóc, nhưng cái vụ án chưa có xảy ra, có nghĩa là chưa có bắt cóc, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là Lan thì cho tiền để cho ông Mai Xuân Cường nạp điện thoại thôi,
chứ không phải là cho tiền. Là tại vì Lan không có biết là Mai Xuân Cường sẽ tống tiền. Nếu như mà Mai Xuân Cường nó nói là chị cho em nạp cho em 100.000 đi để em nhắn tin em đe dọa em tống tiền bà này, đòi bắt cóc này, có nghĩa là Lan không biết. Trong nội dung không có bàn bạc cái điều đó, cho nên là Lan may mắn sẽ thoát. Chứ nếu như mà thật sự cả nhà không cần phải trao đổi, hoặc là Lan không cần biết luôn, mà thằng Mai Xuân Cường nó dám làm như vậy, mà cái vụ án đã được thực hiện rồi nha, có nghĩa là bắt cóc thành công rồi đó, hay là đe dọa thành công này kia đó, thì Lan cũng sẽ không thoát đâu cả nhà. May mắn một cái là vụ án không thể thực hiện được, chỉ dừng lại cái mức gọi là đe dọa thôi, và thực hiện gọi là có nhận tiền, chỉ là tống tiền thôi, có nhận tiền thôi. Mà Lan thì Lan không biết, có nghĩa là lúc có thời điểm cho tiền đó, Lan cho 100 ngàn thì Lan không có xúi dục và không biết rằng Mai Xuân Cường này nó sẽ làm như vậy, cho nên chị Lan may mắn chị Lan thoát thôi. Cái nhà ngày hôm nay nói rằng bà Nguyễn Hồng Hoàng Du Khống cho chị Lan đi tố 1.000 lần, 100 lần luôn, chấp chị Lan luôn, Lan mà tố thành công cho Lan 2 tỷ luôn cả nhà, mình nói được mình làm được nha, mình nói được mình làm được luôn nha cô chú anh chị, chứ đừng nói rằng là phải quỷ án sơ thẩm để mà điều tra lại thêm tội danh với bà Nguyễn Phương Hằng này kia kia nọ. Tại sao chị Lan biết là anh Hiển hay là chị Ni phải bỏ cuộc không? Chị Ni đến bây giờ cũng phải bỏ cuộc rồi cả nhà. Nhưng mà còn chị Lan thì khá là mạnh mẽ. Này, ngoài cái luật sư của chị Lan thì mình nghĩ rằng ở đằng sau chị Lan cũng có một nhóm tư vấn khá là hùng hậu đó cả nhà. Riêng cái câu chuyện của anh Hiển đó thì anh không có liên quan đến cái vấn đề của ông Mai Xuân Cường, cho nên là cũng có khả năng là có một số nhóm hậu thuẫn ở đằng sau chị Lan để cho chị Lan tự tin kiểu là như vậy. Nhưng mình thấy rằng ngày hôm nay phía cơ quan chức năng đã khởi tố 2 đối tượng liên quan đến câu chuyện của Hồ Duy Hải, cho chúng ta thêm một cái niềm tin rực sáng, đó chính là những kẻ mà tội phạm đó nha, những kẻ tội phạm, những kẻ mà chửi bới, vu khống, nhục mạ người ta, cuối cùng cũng sẽ không có một cái kết quả tốt đâu. Đừng tưởng bây giờ mình yên ổn là mình sẽ tốt nha. Nhưng mà từ từ thôi, cũng sẽ có một cái kết hết trơn. Thoát được pháp luật thì cũng sẽ không bao giờ thoát được luật nhân quả đâu cả nhà. Không có liên quan thoát được cái vụ này thì cũng sẽ phải dính vào cái vụ khác thôi. Thưa quý vị, giống như cái câu chuyện của ba cho con ông Trần Quý Thanh, đến bây giờ người ta nói đó chính là quả báo, thì theo quý vị có đúng hay là không? Mọi cái đóng góp mong rằng quý vị khán giả để lại với phần video để Thanh Nguyệt có thể tham khảo hơn. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị trong những thông tin, những video mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Nguyệt xin phép được quảng cáo 2 cái sản phẩm mà Thanh Nguyệt đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha các chú anh chị. Bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. Còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau, do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, còn hay gọi, người ta gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì, là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà. Một bịch nửa ký, nửa ký là 800.000, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Nguyên qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.